Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại Thanh đang di chuyển ở đây là con đường Hai Len thuộc của ấp 8 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho quý khách hàng cùng xem một lô đất trồng cà phê đất đỏ ba gian đã có sẵn 100 mét đất thổ cư được chính chủ gửi bên tụi em quay bán với cái giá là giảm 50% nha quý cô chú anh chị mình. Thì cả nhà cùng quan sát với Thanh nè, với cái mặt tiền đường Hai Len đây mà chủ nhà bán một lô đất 10 mét chiều ngang, sâu 60, đã có sẵn 100 mét thổ cư, cáp điện wifi cũng như khu dân cư là hiện hữu, mà chủ nhà bán hết chỉ có 320 triệu, bao sổ sách, giấy tờ pháp lý cho quý cô chú anh chị của mình. Thì ở đây là nhà cửa dân cư là đông đúc. Lô đất của mình sẽ nằm bên phía màn hình tay trái quý khách hàng của mình đang theo dõi. Còn từ vị trí của Thanh đang quay đây, nếu mình di chuyển ra trung tâm trường, chợ, trạm cũng như ủy ban xã sẽ dao động vào là 600 m. Còn mình di chuyển ra được trung tâm hay là còn gọi ngã năm của thị trấn Thanh Hòa mình sẽ rơi vào bán kính là 3,7 km quý cô chú anh chị. Thì với cái thời điểm hiện tại mình sở hữu một lô đất đường Hai Len rộng 12 m, xe ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái, đặc biệt là sổ sẵn cầm tay mà chủ nhà đang cần tiền gửi bên tụi em quay bán với cái giá chỉ có 320 triệu thôi. Thì Thanh rất mong cả nhà sẽ chịu khó theo dõi hết cái clip của em để mình sở hữu được một lô đất giá rẻ hơn 50% thị trường, sổ sẵn pháp lý rõ ràng. Và trong quá trình mua bán của mình sẽ có địa chính tới, đo đạc, cắm mốc, cắm danh, đảm bảo đất của mình ở đây là không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Sổ của mình ở đây mình sẽ được kiểm tra qua pháp lý, an toàn trước khi mình mua bán công chứng nha quý cô chú anh chị mình. Dạ đây, bây giờ là cặp danh bên đây là cái danh giới đầu tiên của mình, giáp danh với nhà của cô chú hàng xóm. Từ cái cạnh tay của Thanh đây chạy thẳng xuống sẽ là 60 m. Cặp với nhà hàng xóm kế bên mình sẽ có dư khoảng 50 phân là để giữa nhà mình và nhà hàng xóm kế bên. Chạy ngang cái mặt tiền đây của mình sẽ được là 10 mét. Đất của mình ở đây trên đất là trồng toàn bộ là cà phê. Đó, và tới sang bên đây. Đây nha quý cô chú anh chị mình. Thì tới cái danh mốc thứ hai đây sẽ là 10 mét. Đầu đuôi của mình cắt ở đây. Sổ của mình là vuông vức 10-10, chiều sâu hai cạnh của mình sẽ được là 60, đã có sẵn 100 mét đất thổ và chủ nhà bán hết chỉ có 320 triệu, tổng diện tích của mình sẽ được là 598,2 m². Lô đất Thanh đang quay sẽ thuộc là hướng Đông Bắc và từ thành phố Hồ Chí Minh quý cô chú anh chị mình di chuyển lên trên em sẽ dao động vào 166 km, còn từ Bình Dương lên sẽ là 107 km và từ Đồng Xoài qua sẽ gần hơn là 70 km nha cả nhà. Đây là cái ranh giới đầu tiên, từ đây của mình chạy ngang với giáp ranh nhà hàng xóm là 10 m. Bây giờ Thanh sẽ đi thẳng xuống phía dưới để quay cho cả nhà mình cùng xem thực tế được chất đất và mặt bằng của lô đất. Giáp ranh của mình là cả nhà cũng quan sát được hàng xóm xung quanh này. Đường của mình thì đường Hai Len, xe ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái. Còn đứng như chỗ Thanh đang đứng đây thì ở đây của mình là có múc một đường mương múc nhỏ để khi làm đường đó. Và so với cái đường thì đất của mình thấp hơn khoảng là 50 phân. Nhưng mà xuống tới đây này quý cô chú anh chị. Đó, bước xuống tới đây thì cái mặt bằng lô đất của mình là bằng phẳng, không nhấp nhô, không gồ ghề. Thì Việt Nam thường thường làm đường á cả nhà. Thì em thấy là cứ mỗi lần làm đường là đường lại hay lắm, cứ nâng lên lân cao dần vậy đó. Chứ thực tế là nếu mà như cái đường ngày đầu tiên á, là không có thấp hơn đường nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà khi bắt đầu làm đường lên đường Hai Len thì lô đất của mình sẽ thấp hơn đường, dao động khoảng là 50 cm. Còn bây giờ em sẽ đi theo cái cặp ranh đây cho cả nhà mình quan sát dễ hơn nha. Thì toàn bộ cái lô đất của Thanh quay á, toàn bộ là trồng cà phê đây, chạy theo cái ranh đây của mình. Thì em mà đi vào vườn cà phê thì quý cô chú anh chị mình sẽ khó quan sát hơn nha. Bây giờ Thanh sẽ đi vào và di chuyển xuống phía đuôi và đi ngược lên bên hông kia cho cả nhà mình cùng quan sát với em. Đây này cả nhà, lô đất của mình ở đây là đất đỏ ba gian nha. Đó, xuống dưới đây này thì dễ dàng đi hơn. Thì em sẽ đi và quay cho cả nhà mình cùng tham khảo. Đó,
đất của mình vẫn hơi là nhẹ đấy nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì trong thời gian theo dõi, Thanh rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Quý khách hàng có thể ủng hộ cho Thanh bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Và thấy cái nguồn đất Thanh đang quay đây phù hợp á, thì gọi điện trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại Thanh ghi ở dưới màn hình nha. Lô đất Thanh đang quay đây là sổ sẵn, pháp lý rõ ràng, mình công chứng được liền luôn. Thì cái giá mà anh chị chủ gửi bên tụi em quay bán là giá 320 triệu bao sổ sách. Còn nếu như mình công chứng luôn thì Thanh sẽ hy vọng là sẽ bớt được thêm cho quý khách hàng của mình một tí xíu nữa ha. Đó. Thanh sẽ đi xuống dưới đuôi, cả nhà cùng chịu khó quan sát với em nha. Chiều ngang của mình là 10, chiều sâu là 60, đã có sẵn 100m đất thổ và tổng diện tích của mình là 5.598m². Đây, chờ em xíu nha. Ở dưới đây nó hơi rậm cả nhà. Đó, đây. Đây này cả nhà. Tới cái cột đó của mình chạy ngang qua sẽ là 10m và ở đây toàn bộ là vườn cà phê của mình. Thì Thanh đi ra bên đây Thanh quay cho cả nhà mình. Giáp với nhà hàng xóm kế bên đây. Ở dưới đây là có trụ mốc ranh giới hết này quý cô chú anh chị. Đó, đây ha. Đây là cái phần đuôi của mình. Từ đây của mình chạy sang cái phần lúc nãy Thanh đứng bên kia đó là chạy qua đây là 10m. Đó, từ đây chạy lên giáp cái hồng nhà ở bên đây của mình sẽ là 60m. Và mặt tiền của mình là hướng đông bắc. Và đường của mình là đường rộng 2 lane. Đó thì quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp cho Thanh để mình mua được một lô đất giá rẻ được chính chủ gửi bên tụi em quay bán nha. Còn mặt bằng của mình là tương đối là bằng phẳng, là nhẹ tí xíu thôi quý cô chú anh chị. Đó. Cái này có khả năng là không lài luôn á, thì cả nhà cùng quan sát với Thanh nè. Dạ thì cái lô đất Thanh đang quay đây, nếu trong thời gian theo dõi quý cô chú anh chị của mình chưa cảm thấy phù hợp thì có thể bấm trực tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Trong kênh của Thanh á, Thanh quay rất nhiều từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Ở trong video là Thanh sẽ quay rất nhiều. Còn như quý cô chú anh chị mình vẫn cảm thấy là chưa phù hợp với nhu cầu của mình nhé, thì Thanh rất mong sẽ được đón tiếp quý cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp cho Thanh. Thanh sẽ có những nguồn đất gửi riêng và đặc biệt cho cả nhà mình xem có phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình không nha. Đó, thì nãy giờ là Thanh cũng đang quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng tham khảo với Thanh một lô đất nằm tại ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, cách mặt tiền lộ nhựa đường 2 len cũng như là trường học và ủy ban xã của mình là 600m, còn cách đường DT là 3,7 km. Còn khu xung quanh của mình là khu trung tâm, tiện ích là đầy đủ cả nhà mình ha. Bây giờ Thanh sẽ đi, Thanh đang đi ở giáp bên cái hồng mà nhà mình giáp với nhà của hàng xóm này. Này cả nhà mình nhìn là cà phê này. Đó, ôi, đã không quý cô chú anh chị mình. Đó, đây thế này luôn. Đó, đây nha quý cô chú anh chị mình. Đó, tới đây này cả nhà. Cả nhà sẽ thấy được cái ranh giới mốc của mình này. Để Thanh đi qua đây ha. Chờ em xíu nha. À, trong đất của mình còn có một cây ớt chĩa thiên nữa. Dạ đây, quý cô chú anh chị mình. Tới đây là tới cái điểm đầu tiên của mình mà ngay cái mặt tiền đường 2 len. Từ đây qua bên kia. Và cả nhà cũng quan sát được ngay cái điểm của Thanh đứng cách qua này. Thì thấp hơn khoảng là 50 phân thôi nha. Đó. Đó, dạ thì nãy giờ là Thanh cũng đã di chuyển ở ngay cái mặt tiền khu dân cư 2 len và quay cho quý cô chú anh chị mình cùng tham khảo với em một lô đất sổ sẵn được chính chủ nhà gửi bên tụi em quay bán nằm tại ấp 8 của xã Thanh Hòa. Dạ thì đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của Thanh nha.